Chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu về ba nhân vật này theo tín ngưỡng dân gian mà chủ yếu là du nhập từ văn hóa Trung Quốc. Ba ông này là ba ông tiên ở trên trời, là Phước, Lộc, Thọ, ba chữ. Cái ông tiên Phước này là biểu tượng cho phước báo, ăn uống sung túc, ăn mặc sung túc. Còn ông ở giữa này là Lộc, là tài lộc đầy nhà. Còn ông bên này là ông Thọ, là biểu tượng cho trường thọ, sống lâu. Bức tranh này hồi đó mình được cô Út của mình tặng. Rồi, chúc mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc trên cuộc sống hiện tiền này.